Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu cho các bạn về một cái sản phẩm, đó là ERP01S Delay. Thì bộ sản phẩm này sẽ dùng để ứng dụng bật tắt các cái thiết bị thông qua Wi-Fi ESP8266. Thì cụ thể ở đây module tích hợp cái chân cắm để mình sử dụng ESP8266-01 này. Các bạn sẽ cắm vào đây một nút reset này để reset chương trình và các cây led báo trạng thái. Led này là đây, và relay này được kéo ra từ chân GPIO 0 như vậy không, để các bạn điều khiển relay sử dụng nguồn 5V DC và các đầu ra relay có chân COM, chân O và chân C để các bạn tùy biến theo các cái ứng dụng của các bạn. Sử dụng relay 5V DC. Thì với cái bộ sản phẩm này, các bạn có thể lập trình cho con SP8266 này để có thể điều khiển các cái thiết bị từ xa. Đấy. Thì ở video này mình sẽ demo cho các bạn về một cái ứng dụng là điều khiển cái relay này thông qua wifi mà cái con ERP8266 nó phát ra. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết nối. Thì ở đây mình đã kết nối xong này, 5V này, dương 5V, âm và một chân COM này. Thì cái dây ra bóng đèn mình đã cắt để nguyên một dây và cắt đôi một dây ra. Thì một dây là cho vào cổng COM và một dây mình cho vào cổng NO là thường mở. Ở đây có một nút reset này thì các bạn có thể reset lại chương trình. Đó. Ở cái ví dụ demo này thì mình lập trình cho nó là phát ra một cái wifi. Thì ở đây cái module này nó sẽ phát ra cái wifi tên là này. Thì các bạn có thể đặt tên khác. Ở đây mình đặt tên và đăng nhập mật khẩu này. Thì cái mật khẩu này các bạn cài đặt được mật khẩu và tên đây. Thì sau khi kết nối các bạn sẽ vào trình duyệt web đây, gõ địa chỉ là 192.168.4.1 đây. Thì bật này thì nó sẽ gửi trạng thái về là đang on này. Đó. Ok, thì đây chỉ là cái ứng dụng nho nhỏ mà mình dùng để test cái socket SP826601 đây. Các bạn có thể phát triển các cái ứng dụng khác hơn, ví dụ như là điều khiển qua ứng dụng Blink. Ứng dụng Blink này chẳng hạn này. Ứng dụng Blink hoặc là điều khiển qua web server hay là điều khiển qua các cái mạng khác. Ok. Thì cái video giới thiệu cái socket và demo một cái ứng dụng nho nhỏ của nhóm bên đây là kết thúc. Nhưng mà các bạn muốn tham khảo về code của cái con ERP8266 ở cái ứng dụng này thì có thể liên hệ với nhóm. Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.